Trong quý 2 năm 2014, thị trường khách sạn Việt Nam nhìn chung chứng kiến kết quả hoạt động khả quan. Tuy nhiên, mức độ tăng trưởng không đồng nhất tại các thị trường địa phương và các phân khúc. Đó là nhận định của CBRE trong báo cáo hoạt động ngành du lịch khách sạn thường kỳ. Tại Hà Nội, phân khúc khách sạn năm sao chứng kiến sự tăng trưởng cao nhất của chỉ số REFA, chỉ số đo mức độ sử dụng phòng ốc và dân số khách sạn. Kết quả hoạt động khả quan này chủ yếu nhờ hoạt động hiệu quả của một số khách sạn năm sao hàng đầu, trong đó có khách sạn mới mở JW Marriott. Trong khi đó, tại thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng thì chỉ số RIPA đều giảm. Khách du lịch tăng trưởng ổn định với lượng khách 6 tháng đầu năm ước đạt gần 4,3 triệu, tăng hơn 21% so với cùng kỳ năm ngoái. Phần lớn các thị trường khách du lịch quốc tế đều ghi nhận tăng trưởng khá trong 6 tháng đầu năm. Mức tăng trưởng cao nhất đến từ Trung Quốc với 37,45%, Lào 38,83% và Nga 25,95%. Mức tăng trưởng lượng khách du lịch trong nửa đầu năm 2014 cho thấy sự phục hồi của ngành du lịch khách sạn khu vực châu Á-Thái Bình Dương trong bối cảnh kinh tế toàn cầu tiếp tục xu hướng hồi phục, sự tăng trưởng về quy mô và thu nhập của tầng lớp trung lưu châu Á cũng đóng góp vào sự gia tăng nhu cầu du lịch quốc tế. Chất lượng khách sạn nhìn chung đang được cải thiện, bất chấp quan ngại về sự dư thừa nguồn cung. Dự kiến có khoảng 8.000 phòng khách sạn cao cấp sẽ được hoàn thiện tại ba thành phố lớn trong vòng 2 đến 3 năm tới. Mặc dù nguồn cung lớn nhưng triển vọng thị trường là khả quan, theo các chuyên gia CBI